Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì dịch COVID-19 đã có xu hướng giảm nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người cho biết điều khiến họ lo lắng là tình trạng dương tính trở lại sau một thời gian ngắn âm tính khi điều trị. Có khi chỉ 1-2 tuần hay là 1 tháng, họ cho rằng mình đã tái nhiễm, tức là nhiễm một chủng khác. Vậy điều này có đúng hay không? Làm thế nào để phân biệt tái dương tính và tái nhiễm? Ngay sau đây là chia sẻ của các chuyên gia. Thực tế, có rất nhiều người bị tái nhiễm chỉ sau một thời gian ngắn khỏi bệnh. Đáng nói, không ít trường hợp tự điều trị khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm âm tính, nhưng chỉ vừa hết cách ly đã đi làm trở lại, test nhanh vẫn lên hai vạch. Tình huống khó hiểu này không hề hiếm, khiến nhiều người vô cùng hoang mang, lo lắng. Mình cũng nghe qua báo đài thôi, cũng bảo là tầm 3 tháng, 6 tháng mắc lại, chứ cái trường hợp mà 1 tháng như mình thì mình cũng chưa nghe bao giờ. Mình rất hoang mang. Trường hợp dương tính quá gần thời gian nhiễm lần trước, liệu có được xem là lần tái nhiễm hay không, vẫn đang được rất nhiều người quan tâm. Các chuyên gia cho biết, khi dương tính lần thứ hai quá gần với dương tính lần thứ nhất, có thể do tình trạng tái dương tính, tức là cơ thể con người vẫn còn tồn tại xác virus. Việc tái nhiễm thường được tính sau 4 đến 6 tuần khi khỏi bệnh. Một người khi mà bị nhiễm chủng Delta thì sau đấy vẫn có thể bị nhiễm lại với chủng Omicron. Thứ hai là có những người miễn dịch rất kém, cho nên người ta khỏi được cái đợt này thì người ta cũng sẽ rất là nhanh chóng mất đi cái miễn dịch ấy, và người ta sẽ có thể tái nhiễm lại trong một khoảng thời gian cũng không xa lắm. Các bạn có thể làm test nhanh đã trở về âm tính. Thứ hai nữa là đấy là chỉ về khái niệm về xét nghiệm về vi trùng học. Tuy nhiên thì lúc đó thì cái quá trình bệnh COVID nó vẫn đang diễn ra. Sau khi virus đã nhân bản lên rồi và nó gây tổn thương các cơ quan thì đó nó kéo dài từ thậm chí 2 đến 6 tuần sau tiếp theo. Vì vậy những cái triệu chứng của 2 đến 6 tuần sau nó vẫn là triệu chứng của cái nhiễm COVID đợt đó. Theo các chuyên gia, một người đã nhiễm Delta thì có thể nhiễm tiếp Omicron. Giữa hai chủng này, biểu hiện mắc cũng có sự khác biệt. Cụ thể, với biến chủng Delta, bên cạnh các dấu hiệu như cúm thông thường, bệnh nhân có thể bị mất mùi hoặc mất khứu giác. Nhưng với Omicron, các triệu chứng mất mùi, mất khứu giác sẽ ít gặp hơn và ho rất nhiều. Tuy nhiên, để phân biệt cụ thể nhất, vẫn cần phải thực hiện test phân tích bằng sinh học phân tử. Với các trường hợp tái dương tính, ngoài biểu hiện giống như cúm ban đầu, tình trạng bệnh có thể nặng hơn. Nhìn chung thì ở những cái giai đoạn sau của bệnh thì nếu mà bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng thì thường là tăng thêm các triệu chứng. Ví dụ như bệnh nhân ho có đờm, bệnh nhân cảm giác khó thở, tức ngực, bệnh nhân biểu hiện cái thần kinh thực vật, ví dụ như bệnh nhân mất ngủ hay lo lắng, thế rồi các biểu hiện ở ngoài da, tiêu hóa, tim mạch. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ rằng sau khi nhiễm SARS-CoV-2, lượng kháng thể tự nhiên sẽ giúp khi tái nhiễm mức độ bệnh sẽ nhẹ hơn. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn luôn tiềm ẩn xác suất diễn biến nặng và càng khó dự báo nguy cơ đối với biến thể Omicron. Đối tượng chúng tôi hay gặp là những người mà suy giảm miễn dịch, những người mà có bệnh lý nền, đặc biệt là những trẻ em mà chưa được tiêm chủng vaccine. Nếu như mà nhiễm cái thời gian càng ngắn thì cái cơ thể của mình, tức là dù cái kháng thể nó rất cao nhưng nó làm cho bệnh nhân rất là mệt mỏi và triệu chứng nặng hơn so với lại các cái triệu chứng của lần nhiễm trước. Theo thống kê, tỷ lệ tái dương tính lên đến 14%, về tái nhiễm thường tỷ lệ dưới 1%. Mặc dù đa phần bệnh nhân tái nhiễm biểu hiện nhẹ hơn lần đầu mắc, song các vấn đề về hậu COVID-19 mới thật sự đáng lo ngại, nhất là đối với các đối tượng suy giảm miễn dịch và trẻ em chưa được tiêm vaccine. Vì vậy, sau khi khỏi COVID-19, người dân tuyệt đối không được chủ quan, thay vào đó cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch.